Chào bạn, mình là Ánh. Như bạn thấy thì hôm nay các chữ Hán đỏ chóe của chúng ta mọi khi đã được chuyển thành màu gì nhỉ? Màu 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 xanh đúng không? Đó thì nửa sau của video Kanji mình chuyển thành màu xanh nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 8 trong sách Kanji Luyện Lơn N3 N2 đúng không nhỉ? Và quyển này sắp tới mình sẽ tái bản, mình sẽ không để dưới dạng là hình ảnh nữa mà mình sẽ chuyển sang là gọi là read and learn đấy, đúng nhỉ? Thì lúc đấy khi nào mà làm xong thì mình sẽ thông báo để các bạn nếu mà có nhu cầu thì có thể tiến hành đặt mua nhé. Đó thì đây là cái bài này là hoàn toàn soạn dựa trên cái nội dung của quyển sách mới sắp tới đó. Do vậy là phần hình ảnh gần như sẽ được bỏ đi hết và sẽ có một số thông tin thêm như là cách dùng từ, đúng nhỉ? Cách dùng từ vựng của một số cái chữ Hán hay là một số cái dạng kanji tương tự một số kanji giống nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài 8 này nhé. Bài 8 của chúng ta có chủ đề là Shigoto là gì nhỉ? Công việc. Đây không phải là công ty, nó không phải là kaisha nhưng mà là Shigoto này. Thì chúng ta quan sát các chữ Hán từ chữ 113 đến chữ 128. Chúng ta có đây là chữ gì đây? Đây là chữ phúc đúng không? Phúc xin lỗi. À phó chứ, phó. Nghĩa là phó trong phó giám đốc ấy đúng nhỉ? Hay là nghĩa là phụ ấy, phó từ ấy. Đây là chữ gì nhỉ? Quản đúng không? Trong quản lý này, đây là chữ hiện. Trong từ hiện tại này, đây là chữ cựu đúng nhỉ? Nghĩa là cũ này, cựu sinh viên thì cựu chiến binh trong tiếng Việt ấy, đây là chữ triệu đúng nhỉ? Triệu trong từ triệu chứng thế nhưng mà nó sẽ không đi kèm với từ triệu với chứng như thế nhá. Nhưng mà chúng ta biết rằng triệu này trong từ triệu chứng là được. Đây là chữ phí trong từ gì đây nhỉ? Trong từ lãng phí. Hoặc là học phí đấy, đây là chữ toán trong từ tính toán, kế toán. Đây là chữ thuế. Các bạn biết từ thuế này rồi đúng không? Đây là chữ tích. Tích này trong từ gì nhỉ? Trong từ tích lũy đúng nhỉ? Hay là dung tích, thể tích, diện tích, không phải tích trong thành tích đâu nhá. Đây là chữ thoái trong có nghĩa là gì nhỉ? Rút lui đúng không? Thoái hóa đấy. Đây là chữ cấp có nghĩa là lương đúng nhỉ? Lương bổng. Đây là chữ thu đúng nhỉ? Trong từ thu nhập, thu chi đúng không? Đây là chữ chi này trong từ thu chi luôn. Hay là chữ chi phối. Đây là chữ hậu có nghĩa là dày đúng nhỉ? Nồng hậu đấy. Và đây là chữ chữ báo trong từ báo cáo. Hay là Yoho, thông tin. Và đây là chữ cáo trong từ báo cáo, cảnh cáo. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần chi tiết của từng chữ nhé. Đầu tiên, các bạn có chữ, đây là chữ phó. Chữ phó này ghép bởi bộ gì nhỉ? Chữ phó này ghép bởi phần bên tay trái. Đây, phần bên này này, là bộ giống như là gì đấy? Giống như là bộ nhất này, bộ khẩu đúng nhỉ? Với lại bộ gì đấy? Với lại bộ điền. Thì toàn bộ cái phần bộ nhất, bộ khẩu với bộ điền này thì mình thấy rất là giống cái số 10 để ngược đúng không? Số 10 để ngược. Với lại cái ruộng thì mình chế đấy là 10 mảnh ruộng đúng nhỉ? Và phần bên tay trái này của chúng ta, phần bên tay phải này của chúng ta là bộ đao. Đấy, bộ đao nghĩa là con dao. Vậy thì cái chữ phó này chúng ta chế câu chuyện như nào đấy? Đó là 10 mảnh ruộng đúng nhỉ? Và một cái đao lớn là của tay phó giám đốc. Đây, đây là 1 này, 0 này đúng nhỉ? 10 này. Đây là điền là ruộng này, 10 mảnh ruộng và cái đao lớn là của tay phó giám đốc. Thì toàn bộ cái chữ này là chữ phó nhé, chữ này có 11 nét. Cách đọc và từ vựng của chữ này như sau. Nó không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là hư cự, ví dụ trong từ hư cự có nghĩa là phó, phụ hoặc trợ lý. Một số từ quan trọng khác ví dụ như là fukusayo có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tác dụng phụ đúng không? Phó tác dụng đấy. Đi thi phần gì nhỉ, phần Gokese N2 ấy, người ta sẽ hỏi các bạn, ví dụ người ta để trống cái chữ tác dụng và người ta bắt điền từ đằng trước ấy đúng nhỉ. Tiếp theo là Fukusacho là phó giám đốc, cứ có cái gì đằng trước chữ phó thì chúng ta dịch là phó thôi đúng nhỉ, phụ thôi. Fukushi là phó từ này, Fukusho là phó thưởng, là phần thưởng phụ. Đấy, đấy là một số từ vựng quan trọng của chữ đấy nhá. Như vậy các bạn thấy cái kết cấu của cả sách nó thay đổi so với cái quyển này. Lúc lúc and learn đúng không? Lúc and learn là nó trình bày những cái từ dưới dạng gì đây nhỉ? Dưới dạng cột ngang như thế này này, đấy. Nhưng mà đây mình sẽ cho một dọc như này hết. Và bên này sẽ là cách nhớ và những cái tham khảo nhé. Ở dưới này là tham khảo gồm có một kanji tương tự, tức là những cái phần kanji nó giống nhau ấy, hoặc là những cái phần kiến thức, những cái phần thông tin liên quan. Ví dụ như là cái cách sử dụng của cái từ kanji đó. Ví dụ đây chúng ta có những cái chữ mà có kết cấu na ná giống với chữ phó. Ví dụ đầu tiên là chữ phó thì chúng ta không nói, là chữ phú. Chữ phú có phần trên cùng là bộ gì đây? Bộ miên mái nhà và dưới là 10 mảnh ruộng đúng nhỉ? Đấy thì khi nào học chi tiết chữ phú chúng ta sẽ nói rõ hơn nhá. Phú này có nghĩa là phú quý, giàu có. Chữ phúc đúng nhỉ? Là phần bên trái của chữ phó ghép với lại bộ thị đúng nhỉ?
thì chữ phúc này có nghĩa là phúc đức phúc họa đấy. Bạn nào mà ở nhà hay treo mấy cái câu đối ngày Tết đấy đúng nhỉ, chúng ta rất là hay thấy cái chữ này. Tiếp theo đây là chữ phúc này mang nghĩa là gì đây, có cái bộ cân này đúng nhỉ, bộ cân này thì mang nghĩa là chiều rộng, kha bờ, chúng ta sẽ được học ở phần Kanji N2 nhé. Chữ thứ số 2 của các bạn đấy là chữ quản. Chữ quản của chúng ta có phần trên là bộ gì đây nhỉ, cái bộ này này là bộ trúc, bộ trúc là cây trúc, cây tre đấy. Phần dưới là chữ quan, đây chữ quan, chữ quan là ghép bởi cái bộ 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 miên này này, đây 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 đó, trên là trúc dưới là quan. Vậy thì chúng ta nhớ chữ quản là như thế nào, đó là trúc thì do viên quan này quản lý đúng nhỉ, trúc thì do quan quản lý nhá. Thì chúng ta lưu ý rằng đấy là cách nhớ để chúng ta nhớ cái chữ quản này. Chữ quản là một chữ có 14 nét. Để gì nhỉ? Để nhớ chữ quản thì ngoài cái việc mà các bạn gì nhỉ? Các bạn chế theo câu chuyện, các bạn có thể tự viết đi viết lại nhiều lần đúng không? Tiếp theo chúng ta có cách đọc và từ vựng của nó. Âm cương của chữ quản này đọc là cư đa. Ví dụ cái chữ quản này âm cương là cư đa, mang nghĩa là cái ống. Từ ghép đọc là cần, ví dụ hô cần, hô cần sư là bảo quản. Kan di nin là quản lý nhân, nghĩa là người quản lý này. Kan di shoku là quản lý chức, tức là việc quản lý, chức quản lý. Sư đô cần là gì nhỉ, thủy đạo quản là ống dẫn nước đấy. Quản này trong chính trong từ kịch cần, huyết quản ấy. Các bạn lưu ý nhá, do vậy huyết quản, huyết là máu, quản là ống đúng không, vậy huyết quản chính là mạch máu đúng nhỉ. Một số chữ Hán mà chứa cái gì nhỉ, chứa cái giống cái chữ quan này này, các bạn lưu ý này. Ví dụ đây là chữ quan, quan trong từ quan lại đúng nhỉ, quan liêu nhá. Dưới đây là chữ gì nhỉ, thêm bộ thực đúng không, bộ thực là ăn đấy. Thì chữ này là chữ quán, có nghĩa là nhà lớn đúng nhỉ, một cái nhà lớn, ví dụ như là Tosho Kan rồi thì Bijutsu Kan hay là Eiga Kan đấy, mấy cái tòa nhà lớn thì người ta hay có đuôi Kan đằng sau. Chữ chữ này học ở N4 rồi. Đây là chữ quản, đây là chữ quan, quan này là trong từ quan tài đúng nhỉ, chính là cái ngày xưa thì chỉ có các viên quan mới được, khi mà mất ấy, thì mới được chôn cất trong những cái quan tài bằng gỗ đúng không, còn người dân thường mình thì người dân thường người ta chỉ gọi là bó chiếu thôi đúng nhỉ, chỉ chôn dưới đất luôn thôi chứ không được nằm trong quan tài gỗ như vậy. Tiếp theo chúng ta có chữ hiện này. Chữ hiện ghép bởi phần bên trái là bộ vương, nghĩa là vua, phần bên phải là bộ kiến, có nghĩa là nhìn. Vậy thì cách nhớ đó là chỉ có vua mới nhìn được hiện trạng của đất nước đúng không, chỉ có vua mới nhìn được hiện trạng đất nước nhé. Chữ hiện này có âm cương là arawa, trong từ arawareru có nghĩa là xuất hiện, tự động từ, tha động từ là arawasu có nghĩa là làm xuất hiện. Âm on yomi của chữ hiện đó là gen, và rất nhiều từ có trong tiếng Việt đó đúng nhỉ. Các bạn thấy những cái từ ở bên dưới này ngoài ra còn nữa, nhưng mà đây mình không có liệt kê được hết. Vậy thì chúng ta xem có những từ nào nhé. Ví dụ này, gen dài là hiện tại đúng nhỉ, giống từ imao nhưng mà lịch sự hơn imao. Shitsugen là xuất hiện đấy. Genba là hiện trường, các bạn nào mà đi thực tập sinh ấy đúng không, hoặc là đi kỹ sư thì cũng rất là hay gặp cái từ genba này đúng nhỉ. Genjitsuteki là gì nhỉ, hiện thực đúng nhỉ, hiện thực đích nghĩa là tính hiện thực. Ngoài ra hiện thực thì chúng ta có jitsugen nữa là thực hiện đúng không, là động từ nhá. Genjo là hiện trạng, genko là hiện hành đúng nhỉ, genzo là hiện tượng đó. Rất là nhiều từ có trong tiếng Việt cũng na ná như thế. Tham khảo này chúng ta có kanji tương tự đấy là chữ quy, các bạn thấy chữ quy nó cũng khá giống đúng không, nó thay mỗi cái bộ vương này bằng bộ gì nhỉ, bộ phu là chồng đấy. Thì chúng ta sẽ có quy này trong từ kisoku, chúng ta sẽ học ở phần sắp tới nhé. Tiếp theo của chúng ta đó là chữ cự. Chữ cự này ấy, ghép bởi gì nhỉ, một nét, đây là cái phần bên trái là bộ cổn là một nét dọc xuống như này và không có móc lên móc xuống gì hết, mà chỉ là một nét kéo dọc từ trên xuống dưới thôi. Và phần bên tay phải là bộ nhật, là mặt trời đúng không. Thì chúng ta có cách nhớ của chữ này đó là gì đây nhỉ, một ngày trôi qua, đây là bộ cổn này chúng ta coi như là số 1 nhá, rất là dùng số 1. Một ngày trôi qua ấy thì tôi đã trở thành cựu sinh viên đúng nhỉ, đây là cựu trong từ cựu sinh viên ấy, thì chúng ta có thể nhớ như thế. Âm cương của chữ này thì không có, âm ôn của nó là kyu. Ví dụ kyu cả là gì nhỉ, cựu gia là nhà cũ, kyureki là cựu lịch là âm lịch, kyuse là cựu tính nghĩa là tên cũ, kyuu là bạn cũ cựu hữu. À rất là buồn cười đó là khi mà hỏi
mình hỏi một số người bạn ấy là cái từ bạn cũ vào trong tiếng Nhật là gì, thì các bạn học N5 N4 các bạn chưa biết đúng nhỉ, các bạn dùng là furui tomodachi, thì lưu ý là người ta không bao giờ người ta dùng từ furui tomodachi như vậy nhá. Đấy, người yêu cũ không dùng furui koibito, furui đấy nó chỉ dùng gần như cho kiểu đồ vật thôi, còn người thì chúng ta sẽ không dùng mà phải dùng dạng gì đấy, bạn cũ là kyuyu đúng nhỉ, còn người yêu có thể là dùng từ moto đúng nhỉ, moto ấy, hoặc là mae ấy. Đấy, còn một số bạn học ở N3, N2 thì lại dùng từ cojin, chữ cố với chữ nhân. Đấy, cố nhân trong tiếng Nhật nghĩa là người chết, chúng ta không có dùng từ đấy mà phải dùng từ gì đây, kyuyu, lưu ý cho mình nhá. Kyushongatsu, chúng ta có Oshongatsu là gì nhỉ, là Tết Dương đúng không, thì Kyushongatsu có nghĩa là Tết âm lịch, thế nhưng mà chúng ta hay dùng từ Tết Tộ hoặc là từ Gantan nguyên đán nhiều hơn. Kyushiki là cựu thức, có nghĩa là kiểu cũ kiểu xưa. Phần thông tin tham khảo này, khi chữ cựu đứng trước một danh từ ấy, chữ cựu đứng trước một danh từ thì sẽ mang nghĩa đó là những thứ cũ trước đây đã từng như vậy. Một số từ có chữ cựu đứng trước ví dụ như là Kyushongatsu là Tết âm lịch này, Kyutaisei đúng nhỉ, cựu thể chế có nghĩa là chế độ cũ, thể chế cũ đúng không, Kyushi ngay là phố gì nhỉ, con phố cũ, phố cổ nhá. Đấy, khi mà chữ cựu đứng trước những cái danh từ đằng sau thì có nghĩa là cái đó là cái cũ rồi, cái đã qua rồi đúng nhỉ, một thời như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chữ tiếp theo đây là chữ triệu đúng nhỉ, triệu, cái chữ này thì thực ra mình không cố gắng để tạo cách nhớ làm gì cả đúng nhỉ, bởi vì nó không có cái bộ thủ nào là bộ thủ này cả, chúng ta cứ cố gắng nhìn thôi, thực ra nó cũng khá là dễ viết đúng nhỉ, dễ nhớ. Do vậy có một số chữ Hán mà mình sẽ không cố gắng tạo cách nhớ ra mà mình sẽ viết nhiều, hoặc là các bạn sẽ cố gắng dùng cái cách riêng của bạn để bạn nhớ nhá. Thì chữ này có âm cơn yomi là kiza, ví dụ trong từ kizasu, kizasu là động từ nghĩa là báo hiệu. Đấy, còn âm cơn yomi đó là, à xin lỗi, vẫn là âm cơn nhưng mà dạng danh từ đó là kizashi, kizashi có nghĩa là dấu hiệu, điểm báo. Âm ôn của nó là chô, ví dụ trong từ zencho là tiền triệu, nghĩa là điểm, dấu hiệu đúng nhỉ. Đấy, một số cái chữ kanji tương tự xuất hiện, phát sinh từ chữ triệu này, ví dụ chúng ta có chữ đào này đúng nhỉ, học N2 ghép bởi bộ gì đấy, ghép bởi bộ triệu với lại gì nhỉ, với lại xin lỗi, cái triệu này còn nghĩa có nghĩa là 1.000 tỷ nhá, trồ này này có nghĩa là 1.000 tỷ trong tiếng Nhật nữa. Đào trong từ nigeru ấy, nghĩa là chạy trốn ấy đúng không, đây là chữ gì nhỉ, ghép bởi triệu với lại cây đúng nhỉ, cây trị giá một 1 triệu đúng nhỉ, 1.000 tỷ là cây đào nhà tôi, momo đúng nhỉ, đây là chữ gì nhỉ, đây là chữ khiêu, khiêu là chữ tay với lại chữ triệu, tay mà mình cầm 1.000 tỷ ấy, đúng không, thì khác nào khiêu khích người khác đấy, khiêu chiến nhá, chosen đây là chữ khiêu, nhảy nhảy múa đúng nhỉ, đấy, chân nhảy múa 1 triệu lần, 1.000 tỷ lần. Đấy là một số cái chữ mà nó na ná nhau, các bạn lưu ý khi mà học là như vậy. Chúng ta có thể học theo cái cách những chữ tương tự này thì nhớ cũng rất là lâu. Tiếp theo chúng ta có chữ phí. Chữ phí này, chữ phí ghép bởi phần bên tay trái, à không phải phần trái mà là phần bên trên, là mình chả biết nó là bộ gì nữa, mình gọi là bộ đô la đi. Nó rất là giống cái đồng tiền đô la đúng không? Thế nhưng mà nó ngược một chút, đúng nhỉ? Và phần bên dưới là bộ bối, có nghĩa là bảo bối của cải đấy. Thì để nhớ được chữ này mình sẽ tạo câu chuyện, đó là tiền bạc ấy, tiền bạc của cải thì không được lãng phí đúng nhỉ, tiền bạc này đây là trên đây là tượng trưng đô la nhé, các bạn nhớ cái hình chữ đô la đây này đấy, tiền bạc của cải thì chúng ta không được lãng phí đúng nhỉ. Âm cơn của chữ phí khá là khó, đó là tsui đúng nhỉ, tsui cho ví dụ trong từ tsuyeru, tsuyeru có nghĩa là ít đi, tiêu hao đúng nhỉ, còn tha động từ là tsuyasu, tsuyasu có nghĩa là tiêu chi, dùng cái gì đó. Đó, mặc dù nó là kanji của N3 đấy, nhưng mà mấy cái cách đọc này đến tận N2, N1 chúng ta mới dùng trong bài thi, mới xuất hiện trong bài thi nhá. Chứ còn thực ra trình độ N3 người ta chưa hỏi cái mấy cái cách đọc là tsuyeru hay là tsuyasu này đâu. Âm ghép của chữ phí đọc là hi. Ví dụ trong từ kai hi là gì nhỉ? Hội phí này. Sekatsu hi là sinh hoạt phí, là phí sinh hoạt, tiền sinh hoạt. Gaku hi là học phí, kê hi là kinh phí. Shohi sha là tiêu phí giả, nghĩa là người tiêu dùng. Hiyo là gì nhỉ? Hiyo là phí dụng, là tiền phí. Ở đây còn thiếu động từ là động từ shohi suru, lấy từ chữ tiêu với chữ phí, có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là người, có nghĩa là việc tiêu thụ cái gì đó nhé. Thông tin bổ sung của chữ phí đó là những cái chữ mà có phí đằng sau ấy thì nó nghĩa là cái tiền, cái khoản cho cái đó. Có nhiều bạn ấy hỏi là làm sao để phân biệt mấy cái ryo là chữ liệu, chữ kim, chữ phí, chữ nhẫm. Nói thật là không có cái nào để phân biệt ngoài chúng ta học thuộc thôi đúng nhỉ? Định nghĩa ấy, thế nhưng mà có rất là nhiều cái
ngoại lệ đúng không? Tốt nhất là chúng ta học thuộc biết từ nào hay từ đấy nhá. Ví dụ sekatsuhi là sinh hoạt phí này, kotsuhi là giao thông phí, là tiền phí đi lại, sesakuhi là phí sản xuất, chi phí sản xuất đúng nhỉ, chế tác phí, sendenhi tuyên truyền phí là phí quảng cáo, kosaihi là phí tiếp khách đúng nhỉ, giao tế phí, konetsuhi là phí chi tiền điện và tiền nhiên liệu. Đấy là một số cái đi kèm. Tiếp theo chúng ta có chữ toán. Thử phân tích chữ toán nhé. Chữ toán có phần trên cùng là bộ trúc đúng nhỉ? Đấy, nãy giờ có hai chữ bộ trúc rồi. Phần dưới là gì đấy nhỉ? Phần giữa là cái chữ mục, nghĩa là mắt đúng không? Và phần dưới cùng là, phần dưới cùng là cùng là chắp tay. Vậy chúng ta nhớ chữ trúc này như nào nhỉ? Đó là trúc, đây là trúc này, căng mắt, chắp tay đúng không nhỉ? Bạn trúc này nhá, đấy, bạn trúc, bạn ấy căng mắt, bạn ấy chắp tay cầu cho tính toán của mình đúng. Bạn là gì nhỉ? Bạn là kế toán chẳng hạn. Bạn ấy phải tính toán sổ sách của công ty đúng không? Nếu mà bạn tính sai thì rất là tai hên đúng không nhỉ? Do vậy thì bạn sẽ phải nhắm mắt đúng nhỉ, căng mắt, chắp tay cầu cho cái tính toán của mình là đúng nhá. Chúc căng mắt, chắp tay cầu cho tính toán của mình là đúng. Đây là chữ toán đúng không? Chữ toán này thì không có âm cương thường dụng. Âm onyomi của nó là san hoặc là gian. Chúng ta hay gặp đó là dạng san nhiều hơn. Ví dụ trong từ kesan, kesan suru có nghĩa là kế toán, mang nghĩa là tính toán. Đấy. À, các bạn lưu ý cho mình nhé, trong tiếng Nhật ấy, cái từ kế toán ấy, đúng nhỉ? Khi mà ghép kế với toán, nó nghĩa là tính toán, là động từ hoặc là danh từ, nó mang nghĩa là sự tính toán, chứ không phải là nghề kế toán. Nghề kế toán các bạn phải dùng từ hội kế, kai kê shi đúng nhỉ? Đấy thì mới đúng được. San su, san su là toán số, có nghĩa là phép toán, sự tính toán này. Yosan là dự toán, ngân sách. Anzan, đọc là gian nhé, anzan là ám toán, là tính nhẩm. Thông tin bổ sung của chữ toán đó là một số phép toán trong tiếng Nhật, ví dụ như là phép gì đấy, phép cộng đó là tashi, tashizan đúng nhỉ? Ví dụ như là ichi tashi ichi wa ni đúng nhỉ? Phép trừ là hikizan. Chữ cộng là chữ túc đúng không nhỉ? Tashi là thêm này, đây là chữ hiku là chữ dẫn, là trừ đi. Ví dụ như là ni hiku ichi wa ichi, 2 trừ 1 là 1. Phép nhân là chữ quải, đây mình không viết chữ quải vì nó cũng hơi, thực ra là không phải là hơi mà là bởi vì mình đánh nó chưa ra thì mình quên mất mình không đánh ấy, nó là chữ quải các bạn nhé. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là phép nhân. Kakeza là phép nhân, ví dụ như là ni kake ni wa yon. Đây là wari, wari san. Wari san là phép chia đúng nhỉ? Chữ Hán là chữ cát đúng không? Ví dụ yon wari ni wa ni đúng nhỉ? 4 chia 2 là 2. Đấy là một số cái phép toán liên quan. Các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ thuế. Chữ thuế này ghép bởi bộ gì đây nhỉ? Bởi phần bên trái là bộ hòa, là cây lúa. Phần bên phải là chữ đoái, đúng không? Đoái. Thì trước hết chúng ta chế để nhớ chữ đoái nhé. Chữ đoái chúng ta nhìn thấy này, nó chính là bộ bát. Đây là bộ bát đây này. Đấy. Nó hơi ngược với chữ bát nhưng thực ra nó là bát đấy. Và dưới là huynh. Đây, chúng ta chế chữ đoái là 8 anh trai mà không ai đoái hoài, đúng nhỉ? Có tận 8 đứa anh cơ mà nó không có mua quà, không có mua đồ chơi, không có chiều chuộng gì hết, đúng nhỉ? Có 8 anh trai mà không ai đoái hoài cho mình. Thì cái bộ như thế này trong tiếng Nhật cũng có khá khá chữ. Thì tí chúng ta sẽ điểm lại nhé. Còn để nhớ được chữ thuế thì sao? Đó là lúa, đúng nhỉ? Không thèm đoái hoài khi đi nộp thuế, đúng nhỉ? Đây là lúa này. Không ai thèm đoái hoài đi nộp thuế. Thu hoạch rồi, đúng nhỉ? Có lúa có gạo rồi, cho mượn đất rồi, thế mà cái thuế lúa đấy không ai thèm đoái hoài đến việc nộp nó cả, rất là bực, chính phủ phải đi cưỡng chế đúng không? Chữ thuế này không có âm cương thường dụng, âm onyomi của nó là ze, ví dụ trong từ noze suru là nạp thuế, nghĩa là nộp thuế này. Zekin là chữ thuế và kim có nghĩa là tiền thuế. Shohize là tiêu phí thuế, là thuế tiêu dùng. Kanze là quan thuế, là thuế má. Zoze là tăng thuế. Genze là giảm thuế. Một số thông tin bổ sung đó là một số chữ có cái chữ đoái này. Ví dụ đây là chữ đoái, đây chữ đoái nguyên mẫu nó sẽ như thế này các bạn này. Còn khi vào bộ thì nó bị ngược đi một chút nhá. Ví dụ đây là chữ thuế, đây là chữ thoát đúng nhỉ? Đấy, trong từ nư ngữ cởi ra ấy, đấy. Đây là chữ duyệt, kiểm duyệt ken it đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có chữ tích. Chữ tích ghép bởi bộ phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ bộ hòa là cây lúa đúng không, và phần bên phải là chữ trách, trong từ trách nhiệm. Thì ghép lại với nhau được chữ tích trong từ tích lũy. Vậy thì câu chuyện của chữ này đấy là tích lũy lúa là trách nhiệm của tôi, tích lũy lúa là trách nhiệm của tôi nhá.
kanji tương tự của nó. Đây các bạn lưu ý này, mình muốn nói kanji tương tự trước bởi vì là cái phần này rất là quan trọng. Bởi vì các bạn hay nhầm giữa cái chữ tích này với chữ tích này đúng không? Đầu tiên là chữ trách. Chữ trách này thì chúng ta có động từ nó là semeru. Đúng nhỉ, nghĩa là trách cứ, đổ lỗi, học trong N2 này. Độ ghép là đọc là seki, trong sekinin, trách nhiệm ấy. Còn các bạn mới hay nhầm chữ tích này với chữ tích này. Tích này là thành tích, là seki đúng nhỉ, rồi gyo seki, sen seki, chiến tích ấy. Thì nó sẽ không phải là bộ bộ hòa, không phải là bộ lúa, mà nó là bộ mịch, là sợi chỉ, sợi tơ đúng không? Đấy. Còn tích mang nghĩa là tích lũy diện tích, đúng nhỉ, nó phải là bộ hòa cơ, phải là bộ bộ lúa cơ. Còn bộ mịch thì mang nghĩa là thành tích nhá. Thế nếu mà thêm gì nhỉ, nếu mà thêm cái bộ nhân vào bên tay trái của chữ trạng, của chữ trách thì được chữ trái, trong từ công trái, đúng nhỉ, công trái chính phủ ấy, có nghĩa là khoản nợ nhá, khoản vay, công trái. Trong chữ N1 vừa rồi vừa có cái cách đọc của chữ này này. Âm cơn của chữ tích đọc là, ví dụ trong từ sumoru, sumoru nghĩa là chất chồng lên, đúng nhỉ. Tự động từ, tha động từ là sumu, là chất tích lũy, ví dụ như là chất hành lý này, tích lũy kinh nghiệm, đúng nhỉ, kei kei o tsumitai, tôi muốn tích lũy kinh nghiệm ấy. Hay là mitsumori là ước lượng, ước tính. Âm onyomi của chữ tích này là seki, ví dụ trong từ men seki là diện tích, yo seki là dung tích. Đấy, thì chữ trách, chữ tích hay là chữ tích này đều đọc là seki hết, chúng ta lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ thoái. Chữ thoái ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ này là bộ, thực ra nó là bộ cấn. Đây này, cái bộ mà các bạn thấy giống chữ lương mà mất cái phần phải ở trên đầu đi ấy, nó là bộ cấn, có nghĩa là quẻ bói. Thì sao nhỉ? Chúng ta có nó là bộ cấn đúng không? Nghĩa là quẻ bói, nhưng mà chúng ta nhớ theo cách đấy rất khá là khó nhớ. Thì mình sẽ nhớ đấy là có cái nét phẩy thì là tốt, vậy thì không có tức là không tốt đúng không? Và đây là con đường, đây là bộ sữa, là con đường. Vậy thì chúng ta chế câu chuyện đấy là ra đường, đây là đường này, thấy sự chẳng lành, đấy nhỉ? Đây là bộ không tốt đúng không? Ra đường thấy sự chẳng lành thì cách làm tốt nhất là đành thoái lui đúng nhỉ? Ra đường nhá, thấy cái điều gì đó vô cự này, điều gì đó không tốt thì tốt nhất là thoái đi đúng nhỉ? Chạy đi. Thì chữ thoái này có âm cương là shirizo, ví dụ trong từ shirizo cự là rút, thoái, lùi. Hay là shirizo keru nghĩa là đuổi ra, lấy đi. Chúng ta có cái cách đọc này là dùng trong tận N1, đúng nhỉ, N1 mới dùng đến cái động từ này, thì lưu ý cho mình nhé. Tiếp theo âm onyomi của chữ thoái đó là thai, ví dụ trong từ thai shoku suru là thoái chức, là nghỉ việc, thôi việc này. Thai in suru là thoái viện, là ra viện. In tai suru là dẫn thoái, nghĩa là giải nghệ. Jitai suru là từ thoái, nghĩa là từ chối. Rồi thì gì đây? À, thai kutsu suru là thoái quật, là nhàm chán, buồn tẻ. Một số chữ có bộ gì nhỉ? Có bộ cấn mà nó gần gần na ná nhau, mình liệt kê đây nhá. Ví dụ đây là chữ hạn này. Hạn là từ kỳ hạn, kigen ấy, hay là kagiru ấy, động từ ấy. Hạn này ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ phụ đúng không? Và chữ và bộ cấn ghép bộ bởi bộ gì đây? Bởi bộ bộ mộc, bộ mộc với lại bộ cấn thì được ra chữ căn, có nghĩa là dễ đúng nhỉ, hoặc là căn cứ này. Đây là bộ tâm cộng với bộ cấn, có nghĩa là gì đây nhỉ, tạo ra chữ hối, hối hận đấy. Đây là bộ mục với lại bộ cấn là nhãn, là mắt nhá. Đây là chữ thoái. Tiếp theo chúng ta có chữ cấp. Chữ cấp của chúng ta ghép bởi phần bên trái là bộ mịch, là chỉ, sợi chỉ đúng nhỉ, và phần bên phải là chữ hợp. Đấy, vậy thì chúng ta nhớ như nào đây? Loại chỉ không hợp với chúng tôi thì đừng cung cấp, đúng nhỉ? Đây là chỉ này, đây là hợp này. Loại chỉ nào mà không hợp với chúng tôi thì đừng có cung cấp nữa. Cấp này trong từ cung cấp thì nó không có âm cương thường dụng mà chỉ có âm onyomi là q. Ví dụ trong từ kyūryō, các bạn quá quen rồi đúng không? Ai cũng muốn có, đây là lương, đúng nhỉ? Shikyū là chi cấp, có nghĩa là chi trả. Jikyū là thời cấp, có nghĩa là lương giờ. Kyōkyū là cung cấp. Shōninkyū là sơ nhiệm cấp, là kỳ lương đầu tiên. Đó, đó là những cái từ chúng ta cần lưu ý nhá. Trong đó là những cái từ mà bôi bôi đậm ấy, là những cái từ quan trọng hơn. Các bạn cố gắng nhớ được nó thì càng tốt, đỡ phải học goi đúng không? À không phải đấy, tức là học goi đỡ nó bớt vất vả hơn chứ không phải là đỡ phải học, vẫn phải học đấy. Thông tin bổ sung này, chúng ta có nhiều kanji đồng âm Hán Việt dẫn đến đồng âm ôn nhưng ý nghĩa lại khác nhau, do vậy chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ chữ cấp này là cấp trong từ cấp cứu đúng không? Gấp đấy, cấp báo ấy, cấp này trong từ tự cấp cung cấp. Còn cấp này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là
cấp độ đúng nhỉ, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, thượng cấp nhá. Đấy, chúng ta cần lưu ý cái đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ thu. Chữ thu nó gần giống bởi số 4 đúng không? Đây, các bạn thấy này, rất là giống số 4. Và bộ hữu là chữ ma tà ấy, đúng nhỉ? Là lại. Vậy thì để nhớ được chữ thu này, chúng ta chế câu chuyện đó là gì đây? Đó là bốn cái nữa, đúng nhỉ? Đây là 4 này, đây là hữu là lại này. Bốn cái nữa lại bị tịch thu. Đấy. Đây là 4 nhá, đây là hữu là tịch thu nhá. Bốn cái nữa lại bị tịch thu. Chữ này có âm kunyomi là osa trong từ osamaru, nghĩa là được cho vào. Osameru là thu được, tha động từ. Âm onyomi là shu, ví dụ trong từ. Shunyu là thu nhập. Kyushu là hấp thu. Shushi là thu chi. Shukaku là thu hoạch. Những từ này gần như là thu nhập, hấp thu, thu chi, thu hoạch trong tiếng Việt mình đều có hết đúng không các bạn? Chúng ta có thể nhớ cái chữ thu này nó đồng âm với lại chữ thu trong từ mùa thu ấy, do vậy cùng đọc là siêu nhá. Đấy cũng là một mẹo để chúng ta nhớ được cách đọc âm onyomi đấy. Thông tin bổ sung đó là cả bốn từ sau đây đều đọc là osameru, thế nhưng nghĩa khác nhau. Ví dụ chúng ta có chữ thu đọc là osameru mang nghĩa là thu được, ngược lại hoàn toàn đấy là chữ nạp, osameru lại là nộp cống đúng nhỉ. Osameru chữ trị nghĩa là cai trị, còn osameru chữ tu nghĩa là trau dồi, ôn tập. Đấy, bốn chữ đọc là osameru nghĩa khác nhau là như vậy, các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta có chữ chi. Chữ chi ghép bởi gì nhỉ? Chữ chi ghép bởi trên là sĩ và dưới là hữu đúng không? Đấy. Hoặc là cách nhớ là võ sĩ đúng nhỉ? Đây là sĩ này. Đây này, đây này và đây. Võ sĩ này lại vung tay chi quá nhiều rồi đúng không? Đây là sĩ trong võ sĩ nhá. Võ sĩ này lại vung tay chi quá nhiều rồi. Chữ chi này có âm kunyomi đấy là xa xa trong từ sasaeru, có nghĩa là đỡ chống. Âm onyomi là si, ví dụ trong từ shiten. Shiten là chi điếm, chi nhánh. Shikyu là chi cấp, nghĩa là chi trả này. Shien là gì đấy, chi viện. Shihainin là chi phối nhân, là người chi phối. Động từ là shihaisuru là chi phối đấy, điều khiển đấy. Shushi là thu chi, nghĩa là thu và chi này. Shiji có nghĩa là chi chỉ, là ủng hộ. Một số chữ kanji tương tự chữ chi này, ví dụ đây là chữ chi không nói rồi. Chữ khi mà chúng ta cho thêm bộ bộ gì nhỉ? Bộ bộ mộc vào bên tay trái của chữ chi thì được chữ chi, có nghĩa là cành cây eda. Thêm chữ gì nhỉ? Thêm cái bộ thủ là cái tay vào ấy thì được chữ kỹ trong từ kỹ thuật đúng không? Đọc là waza đúng nhỉ? Hoặc là âm onyomi là ghi trong từ ghi jutsu kỹ thuật đúng nhỉ? Chữ chi này có cái bộ gì đây nhỉ? Có bộ nhục thì mang nghĩa là chi, nghĩa tứ chi ý, đúng nhỉ, chân tay. Và đây là bộ nhân là chữ kỹ trong từ ka kỹ đúng nhỉ, kabuki ấy. Tiếp theo chúng ta có chữ hậu. Chữ hậu ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ Hán. Đây các bạn nhìn thấy cái bộ này này là bộ Hán này, dưới đây là bộ Nhật này, và dưới cùng là bộ Tử. Thì mình chế câu chuyện đấy là gì nhỉ? Sườn núi này. Đây, đây là sườn núi bộ Hán nhé. Ở bên sườn núi có cậu bé Nhật Tử. Đây, đây là chữ Nhật, đây là chữ Tử. Tên cậu bé là Nhật Tử. Ở bên sườn núi ấy, có một cậu bé tên là Nhật Tử, sống rất là nhân hậu. Thì đây là chữ hậu trong từ gì nhỉ? Trong từ nồng hậu, ôn hậu đúng không? Đôn hậu. Âm cưn của chữ này đó là atsui. Atsu trong từ atsui có nghĩa là dày. Các bạn có ba chữ đọc là atsui đấy là chữ thử, là nóng, thời tiết. Atsui chữ nhiệt có nghĩa là nóng, cảm giác, ví dụ như là súp nóng thì nước nóng đúng không? Còn chữ này có nghĩa là dày nhá, mặc dù đồng âm. Âm ghép âm onyomi của nó đọc là khô với trong từ onko đúng nhỉ? Onko na là ôn hậu, là niềm nở hòa nhã. Noko na là nồng hậu, nghĩa là đậm, nặng tình, dạt dào. Kojo là hậu tình đúng nhỉ? Nghĩa là tình cảm nồng hậu. Hay là tonko là đôn hậu, là sự đôn hậu. Đây, cái thông tin tham khảo thì mình vừa nói rồi. Atsui là nóng về thời tiết này. Atsui là chữ nhiệt, là nóng về cảm giác, ví dụ nước uống hay là đồ ăn nóng vân vân. Atsui này là dày. Chữ tiếp theo của chúng ta đấy là chữ báo. Chữ báo ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ bên trái là chữ hạnh trong từ hạnh phúc, và bộ bên này là bộ gì đấy? Bộ phản, chữ phản đúng không? Gần giống chữ phản, thực ra là chữ phản thì nó sẽ không có cái ngoặc này, thế nhưng mà giống nhất thì có thể coi là giống chữ phản đúng nhỉ? Đấy. Thì chúng ta nhớ cái chữ này như nào? Đó là hạnh phúc khi kẻ phản bội gặp quả báo đúng không? Báo này có nghĩa là quả báo đấy. Đây, rất là hạnh phúc khi đứa nào phản bội mình bị quả báo đúng không nhỉ? Nó hơi ác một chút nhưng mà nhiều khi là cũng phải ác một chút thì mới ác một tí thì mới sống được. Hạnh phúc khi đứa phản bội mình bị quả báo. Âm cưn của chữ này là mư cư trong từ mư cư dự, có nghĩa là báo đáp.
nhé, báo đáp ân tình của ai đó, báo đáp cái công lao của ai đó. Âm ghép đọc là hô, trong từ yoho là tình báo, là thông tin, hokoku nghĩa là báo cáo, yoho là dự báo, ví dụ tenki yoho là dự báo thời tiết đấy. Ippo là nhất báo, là sự cung cấp tin tức tài liệu. Hodo là báo đạo, nghĩa là thông báo truyền thông. Thì ở phần thông tin tham khảo chúng ta có cái sự khác nhau giữa hokokusho, đúng nhỉ, hokokusho với lại repoto, cả hai đều là báo cáo đúng không đấy. Thế nhưng mà nó có một cái chút ít cái sự khác nhau, đó là gì nhỉ, đó là repoto ấy có đặc trưng bởi lối viết tự do, không bị bó buộc theo khuôn mẫu nào. Ngoài những sự thật khách quan, có thể bổ sung thêm phân tích, đề xuất hoặc quan điểm của người viết. Người đọc là số đông người có liên quan đến cái bài đấy, đúng nhỉ? Đấy, nó được viết một cách khá là tự do, đúng nhỉ? Ngoài sự thật khách quan, có thể bổ sung thêm phân tích quan điểm của người viết nhá. Và người đọc thường là số đông những người có liên quan đến cái đó. Còn hokokusho nó hơi khác một chút, có đặc trưng bởi lối viết cố định, đúng nhỉ? Theo form sẵn, khuôn sẵn, nhấn mạnh các sự thật khách quan thay vì ý kiến của người nói. Và người đọc là số ít người, thường là cấp trên. Đấy, các bạn lưu ý cái sự khác nhau giữa repoto và hokokusho là như vậy nhá. Chữ cuối cùng của chúng ta đấy là chữ cáo. Chữ cáo này ghép bởi bộ gì nhỉ? Chữ cáo ghép bởi phần trên, nó giống bộ 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 ngư là con bò đúng không, nhưng mà mất cái đuôi. Phần dưới là gì nhỉ? Phần dưới là bộ khẩu. Thì để nhớ, chúng ta chế câu chuyện là bò bị cụt đuôi, hắn nhanh miệng báo cáo đúng không nhỉ, hắn nhanh miệng báo cáo bò bị cụt đuôi đấy. Trên là bộ ngư cụt đuôi và dưới là khẩu là miệng, vậy thì để nhớ chữ cáo đấy là hắn nhanh miệng báo cáo bò bị cụt đuôi đúng không nhỉ. Âm ghép, à xin lỗi, âm kunyomi của chữ cáo này là sư trong từ tsugeru, có nghĩa là báo cho, nói cho, nó mang tính chất lịch sự nhá, so với lại từ yu. Âm ghép đọc là cô cự, ví dụ trong từ hô cô cự sự là báo cáo, cô cô cự sự là quảng cáo, kê cô cự sự là cảnh cáo, cô cứ hắc cự sự là cáo bạch, nghĩa là tỏ tình, tự bạch tự thú đúng nhỉ, ví dụ bày tỏ tình cảm với người mình yêu ấy. Chư cô cự sự là trung cáo, là dặn dò khuyên bảo. Chúng ta có này, tsugeru được sử dụng tương đối giống với shiraseru và iu, thế nhưng mang văn phong cứng trang trọng hơn. Ví dụ kyokai no gì nhỉ, kane ga jiuni ji o tsugeta, tức là chuông nhà thờ báo 12 giờ. Hay là kantoku ga senshu no kotai o tsugeru, huấn luyện viên thông báo thay các cầu thủ. Đấy, đấy là cách mà chúng ta sử dụng cái động từ tsugeru trong trường hợp nghĩa nó na ná shiraseru và iu nhé. Đấy thì là cái các bạn cần lưu ý. Thì đây là cái gì nhỉ, cái form mà sách mới sẽ trình bày như này, và các bạn học trong khóa N3 online là sẽ được học theo cái mẫu như thế này. Còn sắp tới thì các bài tiếp theo thì mình vẫn dùng theo form cũ đúng nhỉ, mình có chỉnh lý bổ sung nhưng mà mình dùng theo form cũ nhé, bởi vì một số lý do tế nhị cho nên là mình cũng không dùng cái bản này hoàn toàn. Do vậy các bạn có thể chờ quyển sách mới ra để xem nhé. Tất nhiên mình cũng sẽ cố gắng làm cái phần bài giảng được hay nhất, tốt nhất để các bạn có cái gì nhỉ, có cái hứng thú học tốt nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt. Chào tạm biệt các bạn.